Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để cài đặt hai app trên điện thoại smartphone. Thì quý vị sử dụng điện thoại hệ điều hành Android, quý vị hãy vào CF Play để tải. Còn quý vị sử dụng điện thoại iPhone, quý vị hãy vào App Store và quý vị đánh từ khóa là Authy. Về chưa? Rồi, sau khi tải về sẽ có một cái giao diện như thế này. Ở cái ô 84 này, quý vị hãy chọn là mã quốc gia là cộng 84. Ở cái ô cell phone number, quý vị nhập số điện thoại của quý vị và quý vị bỏ số 0 đằng trước đi. Rồi nhập xong, quý vị chọn OK này. Ở phần tiếp theo, quý vị chọn là SMS này. Rồi, quý vị hãy mở tin nhắn lên và lấy cái mã số nhập vào cái ô registration code này. Thì đây, nó sẽ có cái biểu tượng setting này. Đây là cái điện thoại hệ điều hành Android phía bên trên các tay phải. Còn đây là cái điện thoại iPhone biểu tượng 3 chấm setting phía bên trên góc phải. Quý vị hãy chọn vào và chọn setting. Rồi, thì ở đây nó có cái mục My Account. Quý vị hãy hoàn thiện điền cái email và mở email lên để xác nhận này. Rồi quý vị chọn tiếp vào cái phần Account và quý vị chọn Backup. Ở trên cái điện thoại iPhone nó sẽ là Backup Authenticator đó, và quý vị nhập mật khẩu để backup phòng những trường hợp mà quý vị bị mất điện thoại. OK, vậy là đã xong cái phần cài đặt. Tiếp theo là cái phần để thêm các mã IFA, quý vị cũng vào cái biểu tượng setting phía bên trên góc phải hoặc là cái biểu tượng add account dấu cộng này. Thì quý vị chỉ việc scan QR code hoặc là quý vị hãy dán cái key mà quý vị muốn thêm. OK. Và quý vị còn thắc mắc gì, quý vị có thể comment ngay dưới video này.